Xin kính chào quý vị. Hãy comment đang có mặt ở đường Nguyễn Văn Đậu, Sài Gòn, tối ngày 15 tháng 11 năm 2017. Đây thuộc phường quận Phú Nhuận cái gì? Phường 5. Rồi quẹo ở đây là đường Phan Đăng Lưu cái gì? Đây là đường hướng về ngã tư Phú Nhuận. Rồi, chúc quý vị có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc nha. Trời Sài Gòn hôm nay không mưa quý vị, mát, nhiệt độ khoảng 27 độ C bây giờ. Đi ngã tư với đường Thích Quảng Đức vừa phải. Trước cái gì là ngã tư với đường Phan Xích Long. Sài Gòn càng về khuya đường xá càng vắng và khí hậu càng mát, cái gì nhiệt độ giảm từ từ và về đêm có thể xuống 26 độ đêm nay đó gì. Dấu hiệu của Sài Gòn bắt đầu vào mùa khô. Phải qua đây là đường Nguyễn Trọng Tuyển, ngày xưa nó là đường Nguyễn Minh Chiêu nữa gì. À, có cái siêu thị mini stop 24/24 bán gì giống như là 7-Eleven đó, V-Mart. Đi ngã tư với đường Trần Quy Liệu.
Bên tay trái là đường Nguyễn Thị Huỳnh. Bên phải là đường ray xe lửa. Đường Trương Quốc Dung ấy vậy. Rồi ngã tư phía trước là bên phải là đường Nguyễn Văn Trỗi đi ra phi trường Tân Sơn Nhất, còn bên trái là đi vô quận 1. Đường Nguyễn Trọng Tiễn thì dài từ Võ Duy Nghi, Phan Đình Phùng, nó chạy tới Trương Minh Giảng, bây giờ là Lê Văn Sĩ, nó lố ra tới đường Võ Tấn, Hoàng Văn Thụ luôn. Rồi phía trước đây là đường Phạm Văn Hai cái gì. Rồi đi cuối đường Nguyễn Trọng Tiễn gặp đường Lê Văn Sĩ. Rồi ra đây bên phải gì là Lăng Cha Cả, quẹo trái đây là đường Võ Tánh đi về ngã tư Bảy Hiền. Thank you. Good night, see you.